Hello cả nhà, lại là Hương đây. Hôm nay thì Hương sẽ ăn tôm sống trong biển với lại sứa tái chanh nha, sốt Thái á mọi người. Hương cực kỳ mê cái món sốt Thái luôn cho nên là quyết định sẽ ăn sốt Thái. Hello, bây giờ thì Hương sẽ ăn nha. Bây giờ sẽ nặn chanh lên tôm nha mọi người. Nặn vô trong nước mắm luôn nè. Cực kỳ thích cái không khí ở ngoài trời như thế này á, cho nên là quyết định là hôm nay lại đi ra vườn để ăn nè mọi người. Nghe tiếng chim hót rồi gà nữa cho mọi người nghe thấy không? Có tiếng con chim nhà Hương nó đang hót đấy, hơi ồn một tí xíu nha mọi người thông cảm nha. Tại vì ra ngoài vườn á. Đây. Bây giờ Hương sẽ lột hết cái phần tôm này luôn nha, lột vỏ hết luôn. Bỏ vô trong này. Bỏ vô trong này nha. Hương có để một tí xíu đá cho nó lạnh lạnh đó mọi người. Bây giờ sẽ lột sạch vỏ tôm luôn. Lột sạch rồi lấy cái phần chỉ nó ra nha. Sẽ để lên đây cho tôm lạnh lạnh, nó ăn nó sẽ ngon hơn, giòn hơn. Rong biển thì Hương mua là rong biển tươi á. Trên đường đi làm về thì Hương thấy cái chị này chỉ bán rong biển tươi khá là ngon cho nên là quyết định là sẽ mua rong biển về để làm. Hương phải lột ở bên ngoài để tránh cái nước tôm nó văng vô trong cái rong biển với lại sứa, cho nên là mọi người nhìn thấy là Hương có quay mặt đi chỗ khác đấy. Đây, bây giờ nặn tí xíu chanh lên đây nha. Đó, nặn chanh lên như thế này nha. Ngon, ăn thôi mọi người. Bây giờ thì ăn rong biển nha. Rong biển chấm có một tí xíu sốt Thái nè. Rong giòn cộng với sốt Thái chua chua khá là ngon luôn. Rong thì cực kỳ tốt luôn, ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng nữa. Bây giờ thì mình ăn một con tôm thôi. Tôm ta sốt Thái như thế này á, chua chua ngọt ngọt cộng giữ nguyên lại cái độ ngọt của tôm á. Bây giờ ăn một miếng sứa thôi nha. Sứa thì giòn nha mọi người, giòn rộm rộp luôn á, nhưng mà đặc biệt là khá là mặn luôn, mặn lắm luôn ấy. Hương mới ăn sứa nhưng mà Hương cảm giác là sứa mặn á, có thể là do Hương không có ngâm đủ nước á, cho nên quyết định bây giờ Hương sẽ ăn rong biển với tôm thôi nha. Còn cái phần sứa thì Hương sẽ đem đi ngâm đã. Ngâm chắc còn phải mất một ngày á mọi người để ra hết cái độ mặn của sứa. Tại vì sứa mà người ta muốn bảo quản lâu á, người ta có ngâm nước muối. Cho nên là khi mà ăn á, cảm nhận được cái độ mặn, cái này gọi là mặn, cảm nhận được cái độ mặn chát luôn á này. Cái này là gọi là mặn chát chứ không còn là gọi là mặn ít ít nữa. Cho nên là Hương quyết định là Hương sẽ phải ngâm thêm một ngày nữa. Bây giờ sẽ ăn cái phần tôm này nè. Tại vì cái mâm nó hơi nghiêng nha. Cho nên là sẽ ăn cái phần tôm tái, tôm to sốt Thái này trước. Bây giờ sẽ ăn chung tôm với rong biển nha. Wow. Tôm thì tươi, ngọt, cảm với cái rong biển giòn nữa mọi người. Nhai mà rộp rộp trong miệng luôn á, đẻ gì đâu luôn á. Cảm giác khó tả lắm luôn ấy. Chắc ăn xong tôm này thì Hương xin phép là kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương. Mọi người nhớ nhấn like, share để ủng hộ cho kênh Hương của Hương nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ấy. Quá. Bye bye. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ thì uống một tí xíu nước thôi nha. Không biết định là uống một tí xíu nước. Bye bye.